Hà Nội đang chơi rất chặt chẽ trong phòng thủ và tận dụng các cơ hội. Xin chào anh em. Trong video clip ngày hôm nay mình sẽ tường thuật lại trận chung kết giải bóng đá phong trào Tấn Trường Cup năm 2017 diễn ra giữa Lê Minh FC và quận 11 FC. Trận thi đấu diễn ra ở sân Tấn Trường nằm ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tên sân là Tấn Trường, còn chủ của sân có phải là Tấn Trường hay không thì mình không biết nha. Sau khi hỏi thăm lại thì đúng là sân của Tấn Trường anh em ơi, nhưng mà giờ sân đó dẹp rồi, không còn hoạt động nữa. Cùng xem hai đội ra sân với đội hình như thế nào đây. Lê Minh ra sân hôm nay có những gương mặt rất là quen thuộc thôi. Messi, Chán Thói, Phi Củi, Kihaya, Thanh Mai Kênh, Tài Ca ở Vidal, Hậu Nhãm, Khánh Bèo, Đình Thành, vân vân và vân vân. Có thể thấy Lê Minh từ những năm 2016, 2017 đến nay vẫn luôn là những con người ấy, chưa bao giờ có sự thay đổi. Một câu bộ futsal phong trào phải nói là có bản sắc bậc nhất Sài Gòn luôn. Đội hình của quận 11 thì có những ai nào? Ồ, cũng toàn là những anh em mình quen không à. Phan Vũ, Nam Nema, Bình Thầy Giáo, vân vân và May May. Ê chà, anh trọng tài này quen quá. Báo với anh em đây là anh Trương Quốc Dũng, là một trọng tài ở Việt Nam được cấp bằng FIFA, từng thổi FIFA World Cup Futsal và các giải Futsal hàng đầu châu Á không đấy. Nghe bắt không? Thế nhưng sao anh vẫn phải đi thổi mấy trận bóng đá phong trào như thế này? Thế mới thấy chất lượng chuyên môn của các giải phong trào thành phố Hồ Chí Minh đến cái nào rồi đó, nên mới cần đến sự ra tay của anh. Thôi không lằng ngoằng nữa, giờ thì cùng bắt đầu trận đấu thôi. Các cầu thủ quận 11 FC là đội bóng nằm ở bảng B. Vâng, có thể nói là quận 11 đã giành được 3 điểm. Chúng ta có thể thấy đây là một pha cắt bóng rất tốt của Kim Messi, cướp bóng khỏi chân của Nam Neymar, sau đó vượt qua Vinh Thầy Giáo. Tuy nhiên, đường tạt bóng thì hơi mạnh, Phi Củi đã không kịp lao vào để bóng cục 2. Các cầu thủ của đội quận 11 đã xuất sắc đánh bại ứng viên số 1 cho chức vô địch của giải hôm nay. Đó là Vinh Hoa FC với tỷ số là 3-1. Trận là tình huống này, chúng ta đến với tình huống đá phạt đây. Đội trưởng bóng đang là Trần Hoàng Vinh. Không vào. Trần Hoàng Vinh đã đánh kỹ thuật vào. Một cú sút không quá khó của Vinh Thầy Giáo. Chán Hối sau khi bắt bóng xong là ném liền cho Kihaya. Tuy nhiên, Phan Văn Vũ đã kịp thời lui về và phạm lỗi để ngăn cản pha phản công nhanh này của Lê Minh FC. Có thể nói là các trận đấu chung kết ở một số giải đấu gần đây tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ Thụy Linh không vào, quá nguy hiểm cú đá của Phan Văn Vũ. Một pha nhận bóng bằng gầm giày, sau đó dứt điểm cực kỳ tốt của Phan Văn Vũ. Chán Hói đã bó tay, tuy nhiên cú sút lại đi ra ngoài. Nhưng với khi cố gắng tấn công thì họ lại triển khai một cách rất linh hoạt. Cú đá của Hoàng Minh, không bao! Nguyễn Duy Tráng đã xuất sắc đến đội bóng ra. Liên tiếp là những cú sút phạt bằng chân trái của Vinh Thầy Giáo, tuy nhiên vẫn chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Chán Hói. Chúng ta vào sân. Hà Nội đang chơi rất chặt chẽ trong phòng thủ và tận dụng các cơ hội. Lỗi trong pha bóng này là cầu thủ số 17 của quận 11 FC đã không theo kèm được Thanh Mai Kinh. Tuy nhiên cũng là một pha dàn xếp phối hợp phản công rất hay của cầu thủ Lê Minh. Phi Củi, Kihaya, Thanh Mai Kinh, Tài Ca. Bóng từ Tài Ca đá về cho Thanh Mai Kinh. Thanh Mai Kinh đá cho Kihaya, lúc này Tài Ca cắt vào. Số 17 đã theo. Thanh Mai Kinh bó ra ngoài biên. Sau đó Kihaya đá cho Tài Ca. Tài Ca đặt lòng lên cho Phi Củi tì đè. Thanh Mai Kinh cắt lên trên này. Nhận đường chuyền ngang của Phi Củi. Đối diện thủ môn, dứt điểm ghi bàn. Kết thúc cơ lập, không vào. Rất nguy hiểm. Hoàng Phi. Hoàng Phi làm một đá kỹ thuật, không vào, rất nguy hiểm.
Một pha tì đè và qua người cực kỳ cơ bản dành cho Vivo đã được Phi Củi làm một cách rất thuần thục. Cú sút sau đó thì khó đánh bại được thủ môn đội bạn vì góc sút quá hẹp. Đã nổi còi khép lại hiệp 1 của trận đấu chung kết, trở nên đáng xem hơn. Rất nguy hiểm, người là pha kết thúc từ xa của Phan Văn Vũ. Rất tiếc là Hoàng Bình đã bị trượt chân, vẫn còn. Rất tốt, Vũ Khanh. Còn một vấn đề quá nguy hiểm, Quang Phi. Rất tiếc là cầu thủ này chuyền bóng hơi mang vào trong tình huống này. Và chuyển bóng hỏng rất đáng tiếc của Vũ Khánh. Đây là Hoàng Minh. Và không kể qua người. Phản công. Không vào. Phản công chết người của các cầu thủ Lê Hoàng Minh. Nhưng bây giờ là cơ hội cho quân 11 và không vào. Và bằng là kết thúc của Phan Văn Vũ. Suýt tí là có bàn thắng gỡ hòa dành cho cầu thủ quận 11 từ một pha ném bóng lên của thủ môn Đặng Phước Anh. Nhưng cú sút của Phan Văn Vũ lại không thể đi qua được giữa hai chân của thủ môn Chán Hối. Tỷ số 1-0 vẫn là tỷ số của hiệp 1. Hoàng Phi không được. Hoàng Phi bị đè bám rất chắc. Hết tiên của Hoàng Phi ở trong tình huống này. Lại một lần nữa, Phi Củi cho chúng ta thấy kỹ thuật kéo gầm xoay 180 độ hiệu quả như thế nào dành cho Bivo. Cú sút bằng chân trái sau đó lại đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Sự đội hình vua của Lê Hoàng Minh đang chống chọi với sức ép mà quận 11 đang tạo ra. Chúng ta cũng nhận thấy sự biến đổi trong đội hình đó. Ông Tuấn không vào, vẫn không vào. Một pha qua người rất ngẫu hứng của Nam Neymar. Nhưng đồng đội của anh đã chuyển bàn thắng thành cơ hội. Có thể nói là cả hai đội đã chơi trình diễn như thế nào ở trong trận đấu chung kết này. Không vào, vẫn còn. Thanh Hải, Phạm Văn Vũ, vào không, vào không, không vào. Và bỏ lỡ khó tin. Một pha cài đè và dứt điểm cực kỳ hay của cầu thủ số 17. Nhưng có lẽ anh là cầu thủ thuận chân phải. Đây là Đỗ Trung Kiên. Hai cầu thủ có tên là Trung Kiên phối hợp với nhau nhưng không thành công. Đỗ Trung Kiên. Ba cầu thủ đó là Trung Kiên, Đỗ Trung Kiên và Quang Phi. Một trong những cơ hội hiếm hoi của các thủ áo đỏ trong hiệp 2. Nhưng giá như Messi có thể cao hơn tí xíu. Có thể nói là trong này thi đấu chung kết của giải bóng đá tấn trường HTG năm nay. Đó là tình huống kết thúc của đội trưởng Trần Hoàng Vinh. Một cú dứt điểm rất bất ngờ của Vinh Thầy Giáo. Bóng đã tìm đến góc A không thành. Nhưng thần may mắn hôm nay đã đứng về phía Chán Hối. Không được. Vâng, có thể nói là các cầu thủ thì chưa khán trường, nhưng khán giả và bình luận viên đã đặt trên trường cực kỳ máu lửa và hấp dẫn. Quốc Thành, cú đá xa, không vào, Lê Minh. Mình cũng không biết đây là một pha treo bóng cầu mây hay là cú dứt điểm của thủ môn áo cam. Nhưng nếu bóng vào lưới thì đây đúng là một bàn thắng tuyệt vời. Đó
Đã cực kỳ nguy hiểm của Phạm Văn Vũ. Đặng Phương Anh không được, vẫn còn Phú Sơ rất nguy hiểm, đã quá căng về Đặng Phương Anh. Hoàng Vinh và Văn Tài, Đinh Đức Thành không được, và của đoàn Văn Tài hôm nay đúng là hôm nay trận chung kết của Serie A đã khép lại. Chiến thắng tối thiểu 1-3 đã thuộc về đội Hoàng Vinh và đã lên ngôi CDA và được chinh phục niềm vui của các cầu thủ áo đỏ lên vào mình. Thắng rồi, giờ thì nhận huy chương thôi. Năm 2017 thì không phải là một cái năm thành công của đội khi mà chỉ về thứ 5 tại FA League, nên việc giành được cái cúp tấn trường này đúng là một cái điều an ủi cũng rất lớn cho bộ tới. Ồ, mới thấy Đinh Thành và Khánh Bèo nhận huy chương kìa, lúc này nhìn thon gọn ghê. Còn giờ thì một nửa số thành viên trong đội hình này thì giờ đã nghỉ hết rồi. Lê Minh Sơn Năm trong những năm qua không có hoạt động gì mới và cũng không có thành tích gì nhiều. Anh em có thể xem trên kênh mình thì cũng đã biết rồi ha. Nhưng hy vọng sau đợt dịch này thì Lê Minh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với dàn cầu trẻ đang được đào tạo. Ok, và clip đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh nhé. Mình là Phạm Minh Thi, xin chào, gặp lại, bye bye. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.